Đàn cho con tiếp theo là đàn con của con Vinci. Vinci và con Đực cũng là con Zano. Đây con mẹ Vinci đây, Vinci. Hóng ở đâu đấy? Đây ok, Vinci đây. Vinci đang nuôi cùng với một con Đực nhưng mà không phải con bố của đàn này. Đây. Đấy con mẹ Vinci. Rồi, đây. Cho nó quay vào trong đấy để cho nó nằm cho nó mát đấy. Rồi, đây cho mọi người ngắm cho con này. Đàn cho con này thì là có 3 con tốt. 3 con cho con là tốt, tất cả mọi thứ của nó là hoàn thiện luôn. Tất cả là có 3 con tốt, còn lại là 5 con. Còn 5 con thì có 3 con là cái mảng lông trắng ở ngực của nó này. Là cái mảng lông trắng ở ngực. Đây. Nó to. Nó cái vệt lông trắng ở ngực nó to sẽ không làm giấy. Có 3 con là sẽ không làm giấy, còn có 2 con là có tí chấm trắng ở ngực nhưng nhỏ. Lớn lên có thể bay hết thì có thể làm giấy và có thể là không. Nó còn có 3 con là cái đây là cái mảng lông trắng đó. Nhảy lên đây anh xem nào. Cái mảng lông trắng ở ngực của nó này, đây này. Đấy, úi trời ơi nó đỏ. Rồi nằm ra. Cẩn thận nó bắt nạt. Đó, nó có tí vệt lông trắng ở ngực, nuôi để mà làm con chó gia đình thì ok, không ảnh hưởng gì cả. Và bọn này thì tất cả răng lợi của chúng nó cả đàn đều tốt. Đàn này thì nó đẻ 10 con nhưng mà nó bị rơi rụng mất 2 con là còn 8 con. 8 con, 3 con đực và 5 con cái. 3 con đực thì có 2 con đực là có vẹt lông trắng ở cổ. Một con đực tốt. Còn cái 5 con cái thì có 2 con là cái mảng màu của nó rất là tốt. Còn 2 con là có thể bay và có thể không. Có một con là mảng trắng to thôi, một con cái mảng trắng to, tức là đực như thế này là nếu mà chó thôi ghê gớm quá. Chó mức tốt ở cái đàn này thì con đực là có một con. Còn cái thì có 2 con. Đây, để quay từng con một nhá. Đây là thằng đực tốt trong 3 thằng đực của cái đàn này. Đây, nhìn cái màu mảng cái chân cảm của nó rất là tốt. Cái đàn này thì răng của nó là tất cả nó răng nó đều tuyệt vời luôn. Và về cái chân của nó thì tất cả cho nó đều đẻ ra đều là chân, nó đều không có huyệt đề, không có móng đeo. Đó, đây để nhìn mặt của chúng nó này. Rất xinh luôn. Đàn này thì nhìn cái là biết là cái dòng họ của con, nhìn cái mặt là cái dòng họ của con Pila luôn. Nhìn nó rất nét. Nhưng cái đàn này là hộp mõm của con chó con, hộp mõm này nó hơi to hơn một chút, giống con mẹ. Đây là con đực đầu tiên nhá, đây là con đực tốt nhất để trong 3 con đực. Rồi ok. Cứ quay giữ nguyên đấy. Đực tiếp theo đi. Quay tiếp theo là quay 3 con đực trước đi. Tiếp theo là con đực này là cái con đực mà cái mảng lông trắng ở ngực của nó là ở dưới cổ của nó là to, sẽ không bay được. Còn tất cả mọi thứ khác của nó là nhìn nó sẽ có tương đương với lại cái con đực kia. Từ cái màu mảng chân này, giải vàng này, đến cái khung người. Khung người của bọn này là về sau khung người nó sẽ là khung người tròn. Khung người giống theo cái kiểu khung người của con Marvin. Như bọn này là tính ra gọi con Marvin là gọi con Marvin bằng ông đấy, nếu mà tính về họ hàng. Đây. Mặt mũi đấy, sắc tố mắt rất tốt, tất cả mọi thứ tốt đấy. Chỉ có cái ngực của nó là gì thôi. Úi giời ơi, anh Nhiên là cái à, cái chưa đến lượt quay. Đây là con đực này, là con đực giá rẻ nha. Nhìn nếu mà nuôi gia đình là tuyệt vời đấy. Nó không có khác con cái con đực tốt cái gì cả, nó chỉ khác mỗi cái là cái vệt màu trắng ở cổ thôi. Rồi. Đây, 3 con đực thì 2 con là nó có cái vệt trắng ở cổ. Đây con này nữa. Con này thì vệt trắng ở cổ nó nhỏ hơn. Nó chỉ là một đường gân thôi, lớn lên nó có thể bay được có thể không. Chưa biết. Còn tất cả những cái khác của nó thì nó cũng giống. Nó cũng giống như là hai cái con kia. Và con đực này cũng ở mức giá rẻ thôi. Cái này chuyến là phá rào, để tí nữa là quay luôn nó đầu tiên luôn. Đây. Như vậy là 3 con đực nhá. Đây là 3 con đực.
Ok, tầm giờ nó hơi muộn nên là phải quay như thế này để ở cái chỗ này để cho nó có sáng để mọi người ngắm cho nó rõ. Ok, ba đực là hai đực một đực rất tốt và hai đực là giá rẻ. Cái thì là cái con đầu tiên này là cái vẹt trắng của nó rất là nhỏ, có thể bay có thể không. Đây, con này là con vượt rào đấy. Cái 5 con. Mặt rất là vô tội nhưng mà đây, đây khung người của chúng nó này. Đàn này thì khoảng tầm 2 tuần nữa là lông nó sẽ nhìn nó sẽ bóng hơn. Đàn này nó cái lớp lông đệm của nó này, lớp lông đệm của nó là cũng dày nhưng mà nó có cái lớp lông cứng kèm theo luôn, nó có một cái phần cái lông cứng kèm theo luôn chứ nó không lông đệm 100% như là ở cái đàn con Nancy. Và đàn này nó có cái lớp lông đệm vì vì cái con mẹ của nó là coi như là cái lông của con mẹ của nó ít lông đệm. Con mẹ của đàn này ấy, thì là nó là con của một con nhập Sheppy với lại một cái con chó cái của trại nhà mình. Thế thì coi như bọn này là cái lông của nó là nó có một cái phần là sợi lông cứng, nó sẽ bóng sớm hơn. Nhưng mà bây giờ dù nó bóng hay nó không bóng nha, dù nó lông đệm hay không lông đệm, nó thay xong cái lớp lông đệm nó sẽ bóng. Đó, đây con cái đầu tiên. Rồi. Con cái thứ hai này thì cái chấm trắng của nó là ít, nó có một tí chấm trắng ở ngực này, một tí thôi, ở cổ thì nó cũng có một tí thôi, nhưng con này là coi như là lớn lên là chắc chắn là sẽ bay, chấm trắng là sẽ bay. Đây con cái thứ hai, nhìn mặt nó thì giống nhau lắm. Đây. Đây, khung người này. Ừ. Rồi ok, lại nhìn mặt. Đấy. Đó. Con cái thứ hai. Nó sẽ là cái con chó ở mức giá rẻ thôi. Rồi, không lì. Còn con cái về trắng đâu, to đâu. Chưa xi đâu rồi. Hỏi thế nào? Đấy. Cái con vượt rào là kia rồi. Hai con đấy rồi. Đây con trắng này là cái con mà cái vẹt lông trắng nó to hơn này, nó có ở bên dưới này thì nó nhỏ, bên trên là nó to hơn một tí. Nhưng mà cái kiểu vẹt lông trắng như này lớn lên vẫn có thể bay nhé, vẫn có thể bay. Nhưng coi như là nó là cái con ở mức giá rẻ luôn. Đây, con này thì nó to hơn cái con kia một tí. Đây, khung người của nó đấy. Còn cái màu mảng mảng chân của nó thì là tuyệt vời luôn, mảng chân với mảng mặt. Mặt là cái kiểu về sau là bọn này là mặt là sẽ là cái mõm nó hơi ngắn một chút, nó không quá ngắn nhưng nó sẽ hơi ngắn một chút vì bây giờ nhìn này là cái hộp mõm ở nhìn cái hộp mõm nó cảm giác nó to hơn, sẽ rất nhiều người thích cái kiểu mặt như thế này. Ừ. Đây là con cái thứ ba, còn hai con cái nữa. Rồi, hai con là sẽ là hai con là ở mức rất tốt. Đây hai con cái, đây con cái mức tốt, đây qua hai con cái mức tốt. Đây là một con này, nhìn thấy người của nó thì nó không có tí nào cả, không có tí trắng nào cả. Đây, khung mảng của nó đây, mảng màu nó cháy từ bé này, chấm đi mắt là vừa phải này, không to. Nhìn cái mặt con chó nhìn nó nét, hộp mõm thì hơi to một tí, hộp bề ngang của hộp mõm này hơi to một tí nên nhìn cái mõm nó ngắn, chứ mõm của nó thì nó cũng không phải là ngắn lắm đâu, nhưng cái hộp mõm nó hơi to nên nhìn nó sẽ ngắn. Rồi. Đây là con cái tốt nha, đàn này là có hai con cái tốt và một con đực tốt. Rồi bắt con này, con đấy đưa đây, đưa đây đâu, con kia vừa rào, hai con vừa rào, hai con vừa rào à? Vâng. Đây là một con cái loang màu này. Con cái loang màu quay chưa nhỉ? Loang màu to. To có quay rồi. Hai con cái rất tốt ở đây. Quay xong rồi. Thế là trong hai con đấy là có một con à? À đây con này thì thắng nào. Con là con này. Đây là con
loang đấy, đưa con lấy ra đây luôn. Kiểm tra xem bọn này còn con nào ít loang không? Trừ con đực. Rồi. Như vậy là cái là có 3 con. Cái vẹt loang của nó rất ít. Nó lớn lên nó sẽ bay. Trong đấy có một con là coi như là không có tí loang nào, còn hai con là có cái đường gân nhỏ. Đường gân nhỏ trắng ở cổ để ý cái cổ của nó này. À. Đường gân trắng nó rất là nhỏ thì nó sẽ bay. Đây con này là không có tí nào này. Con này đường gân trắng của nó cũng rất là nhỏ. Ngắt quãng. Trên này có một tí. Ở đây không có. Đó. Như vậy ba con cái này ấy, nếu mà nói về mảng màu là con này nó sẽ là con tốt nhất này, con cái này tốt nhất này. Con này thứ nhì này. Và con này thứ ba. Đó. Video bao phút rồi? 10 phút 52 gần 11 phút. Thế là gần hết giờ rồi đấy. Ok, ba con cái nhá để mọi người ngắm. Ba con cái tốt. Còn hai con cái kia thì nó hai con cái kia nó cũng chỉ khác ở một cái điểm là cái giải màu trắng của nó to hay nhỏ thôi.